Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và góp ý kiến các nội dung tiêu đề, chủ đề đại hội nhằm phát huy vai trò của mặt trận trong thực hiện đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển, kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024, từng chương trình cụ thể, kết quả đạt được, đặc biệt là thực hiện các nội dung phát sinh đột xuất theo chỉ đạo của cấp ủy và mặt trận cấp trên, cụ thể trong công tác tuyên truyền vận động, kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, công tác mặt trận tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, công tác đối ngoại nhân dân, củng cố kiện toàn tổ chức. Các đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo xem lại bố cục văn kiện để chặt chẽ, logic, khoa học, cần đánh giá vai trò nòng cốt của mặt trận trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các phong trào cuộc vận động, nhất là chủ động, linh hoạt, phối hợp huy động các nguồn lực tham gia phòng chống dịch COVID-19, cũng như hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh, đóng góp thiết thực và đa dạng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển Bến Tre bền vững, giàu đẹp, văn minh. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu và chuyển tải tốt nhất vào báo cáo chính trị. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ nghiên cứu chỉnh sửa và mong tiếp tục nhận được sự góp ý, phản ánh trực tiếp và gián tiếp của các đại biểu để văn kiện đại hội hoàn chỉnh hơn.